Với 52 điểm, Leo Messi có lần thứ 2 trong sự nghiệp đầy huy hoàng của mình, giành lấy danh hiệu FIFA The Best. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng để nói nếu như mọi thứ vẫn kết thúc bình thường như cái cách mà nó đã bắt đầu. Nhưng không, có lẽ cảm thấy sự bất công trong cách bầu chọn đây. Tiền đạo chủ lực của Real Madrid đã có những chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội cá nhân của mình, nhắm vào không chỉ riêng FIFA The Best mà còn đối với cả Leo Messi. Giải thưởng FIFA The Best đã có kết quả vào ngày 28 tháng 2, khi Messi chính là người được vinh danh sướng tên tại hạng mục cao quý này. Xem ngày sau đó chính là Mbappe và Benzema ở vị trí lần lượt là thứ 2 và thứ 3 tại hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất năm. Ở đề cử huấn luyện viên và thủ môn xuất sắc nhất năm, những người đồng hương của Messi, ông Scaloni và thủ thành Emi Martinez là những cái tên được sướng lên giành lấy cho mình giải thưởng vô cùng cao quý này. Rất nhiều khán giả sau khi theo dõi buổi trao giải đều cho rằng FIFA dường như đã quá ưu ái cho đội tuyển Argentina tại những giải thưởng năm nay, khi lần lượt những Messi, thủ môn Emi Martinez và huấn luyện viên Scaloni dù chỉ có mỗi một giải đấu ấn tượng duy nhất tại World Cup 2022 thôi, nhưng Argentina đã thành công đoạt lấy giải thưởng. Trong khi Real Madrid của Ancelotti và Benzema cũng đã trải qua một mùa giải rất kỳ diệu tại Champions League, đồng thời Los Blancos cũng hoàn thành cú ăn ba rất ngoạn mục với hai danh hiệu tiếp theo là La Liga và siêu cúp châu Âu sau đó, nhưng cũng chỉ ngậm ngùi về nhì trong cuộc cạnh tranh mà nhiều fan hâm mộ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho là thiếu công bằng. Thực chất, trước khi giải thưởng FIFA The Best được tổ chức vào năm nay, FIFA đã có những sửa đổi về thời gian tính thành tích cho các cầu thủ. Đó là họ sẽ chỉ xét những thành tích nổi bật trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 tới tháng 12 năm 2022 mà thôi. Chính vì vậy mà nó trở thành nguồn cơn dẫn đến rất nhiều sự tranh cãi trong khoảng thời gian gần đây, và xuất phát điểm chính là những dòng tweet đá xoáy của tiền đạo Karim Benzema, người thậm chí còn xếp sau cả Kylian Mbappe trong cuộc bình chọn năm nay. Ngay sau khi buổi lễ trao giải kết thúc và chỉ về thứ 3 chung cuộc ở hạng mục cầu thủ xuất sắc nhất, tiền đạo Benzema đã có những động thái được cho là không hài lòng với cái cách mà FIFA đã để anh thua Messi tại danh hiệu năm nay. Cụ thể, tiền đạo người Pháp đã đăng tải một bức hình của mình lên story cá nhân, một bức hình mà Benzema đang nở một nụ cười khá ẩn ý cùng dòng trạng thái đăng bằng tiếng Pháp với ý nghĩa là chúc ngủ ngon. Đến sáng mùng 1 tháng 3, Benzema tiếp tục chia sẻ lại một bài viết khác. Tại đó liệt kê đầy đủ những danh hiệu tập thể cá nhân, thành tích ghi bàn của anh kể từ tháng 8 năm ngoái đến trước lễ trao giải The Best diễn ra. Những thành tích vô cùng nổi bật như vậy nhưng tiền đạo người Pháp vẫn thất thế. Điều đó mang tới nỗi buồn vô cùng sâu sắc dành cho cá nhân Benzema. Có lẽ cũng chính vì biết trước được kết quả đau lòng này mà tiền đạo 35 tuổi đã quyết định chọn không tham gia được gala. Benzema thực sự đã có một năm thi đấu thành công bùng nổ trong màu áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid, khi anh cùng câu lạc bộ có được cú ăn ba gồm La Liga, Champions League và siêu cúp châu Âu. Anh cũng vượt qua tất cả để giành được giải quả bóng vàng năm 2022. Dù vậy, những mâu thuẫn tại đội tuyển Pháp khiến anh không thể tham dự World Cup 2022 vừa qua. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta lại vội đánh giá Benzema là không xuất sắc. Bằng chứng là tại danh hiệu quả bóng vàng năm nay, tiền đạo người Pháp áp đảo hoàn toàn số phiếu bầu và được sướng tên một cách đầy xứng đáng. Chính vì vậy, khi nhìn thấy mình chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 chung cuộc, Benzema đã thật sự không vui với kết quả này. Cũng trong gala này, huyền thoại Ronaldo de Lima cho rằng chức vô địch World Cup 2022 đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của những lá phiếu bầu. Vì vậy, người ngoài hành tinh vẫn khẳng định không ai xứng đáng với giải The Best hơn Messi. Đối với siêu sao người Argentina, trước khi ban tổ chức của FIFA The Best công bố danh sách ba cái tên rút gọn, gần như ngay lập tức rất nhiều khán giả đã dự đoán và khẳng định rằng Messi là người thắng cuộc. Vào buổi lễ trao giải diễn ra rạng sáng ngày 28 tháng 2 ấy, cái tên được sướng lên cho hạng mục cao quý này không ai khác chính là đội trưởng của Argentina, Leo Messi. Anh đã có một năm 2022 thi đấu rực rỡ và thành công. Thành tích nổi bật nhất mà Messi giành được chính là vô địch World Cup cùng Argentina. Ngoài vai trò linh hồn của đội tuyển, anh có đóng góp đáng kể với 7 bàn thắng. Ngoài ra, ngôi sao này cũng chính là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội và anh cũng được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Theo kết quả được công bố, Messi nhận được 728 điểm bình chọn từ huấn luyện viên trưởng của các đội tuyển quốc gia. Điểm số hoàn toàn vượt trội so với Kylian Mbappe và Karim Benzema ở mọi đối tượng bình chọn tương ứng. Trong năm 2022, siêu sao người Argentina thi đấu 51 trận tính trên mọi đấu trường, ghi được 35 bàn thắng và có 30 đường bóng kiến tạo. Tính trung bình, Messi cần 69 phút để góp dấu giày vào bàn thắng của Paris Saint-Germain và tuyển Argentina. Đây là lần thứ 7 trong sự nghiệp Lionel Messi giành danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm do FIFA bình chọn, nhiều nhất trong lịch sử nếu gộp cả 3 phiên bản giải thưởng FIFA World Player of the Year, nhiều nhất trong lịch sử nếu gộp cả 3 phiên bản giải thưởng FIFA World Player of the Year từ năm 1991 đến 2009. Quả bóng vàng giai đoạn 2010-2015, giải trước khi sáp nhập với danh hiệu quả bóng vàng hiện tại và FIFA The Best từ năm 2016 đến nay.
Nếu tính riêng ở giải thưởng FIFA The Best, đây là lần thứ hai Messi có vinh dự nhận lấy giải thưởng cao quý này, giúp anh cân bằng thành tích với Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowski. Khi được hỏi liệu Messi có xứng đáng với danh hiệu này không, câu trả lời chắc chắn là có. Nếu được hỏi tiếp Benzema có xứng đáng để thêm danh hiệu này vào bộ sưu tập của mình hay không, câu trả lời vẫn sẽ là có. Tuy nhiên khi danh hiệu chỉ có một nhưng có tới hai người xứng đáng, thì việc lựa chọn người nào xứng đáng hơn rõ ràng đó là một công việc rất khó. Tiền đạo của Real Madrid đã có một mùa giải bùng nổ trong màu áo câu lạc bộ với chức vô địch Champions League và La Liga. Xét về màn trình diễn cá nhân ở cấp độ câu lạc bộ trong năm 2022, không có cầu thủ nào trên thế giới, kể cả Messi lẫn Mbappe, so sánh được với Benzema. Thế nhưng khi được đề cập tới danh hiệu này, dường như tất cả mọi người đều bầu chọn Messi xứng đáng hơn. Cần nhớ ở giải thưởng quả bóng vàng nam năm 2022, Leo đã không có tên trong danh sách 30 cái tên cuối cùng được đề cử. Chính vì vậy mà khi người ta nhắc rằng họ đã quên quả bóng vàng mang tên Benzema rồi sao, thì yếu tố mốc thời gian đã xác định nên tất cả. Ban tổ chức quả bóng vàng tính mốc từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, tức là trọn vẹn trong mùa giải 2021-2022. Trong khi đó, giải thưởng của FIFA được tính trong một năm dương lịch 2022. Tuy nhiên, về cơ bản, cả hai giải thưởng vẫn chủ yếu dựa trên màn trình diễn của cầu thủ trong năm 2022. Nếu Messi có 2 tháng cuối năm chơi xuất sắc tại World Cup trên đất Qatar, thì Benzema cũng có 6 tháng đầu năm chơi ấn tượng ở Champions League và La Liga. Nếu Messi được vinh danh, tại sao Benzema lại không? Việc Messi không có tên trong danh sách 30 cái tên đề cử của bóng vàng 2022 cho thấy phong độ tệ của cầu thủ của Paris Saint-Germain trong nửa đầu năm. Nếu Leo được trao giải The Best chỉ vì màn trình diễn tại World Cup 2022, điều đó thật sự không công bằng với Benzema hay thậm chí cả Mbappe. Tuy nhiên, giải thưởng của FIFA có những đặc thù riêng biệt tạo lợi thế lớn cho Messi so với Benzema lẫn Mbappe. Mốc thời gian xác định màn trình diễn của cầu thủ chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng những người trực tiếp bỏ phiếu bầu chọn ở giải thưởng này đã vô tình mang đến lợi thế cực lớn cho siêu sao người Argentina. Chính vì vậy, nếu có trách Benzema có lẽ chỉ có thể trách sao bản thân lại sinh ra trong thời thế có Leo Messi mà thôi. Các fan của Real Madrid nói chung và của Karim Benzema nói riêng sẽ có đôi chút bồi hồi tiếc nuối khi nhìn thấy công thần của mình vụt mất danh hiệu cao quý này ở mùa giải năm nay. Bởi lẽ thời gian anh còn thi đấu trên đỉnh cao đã điểm rồi. Rất khó để Benzema sẽ có thể tái lập lại thành tích cực khủng ấy của mình một lần nữa ở những mùa giải tiếp theo. Trong khi với Messi, danh hiệu trên đất Qatar không chỉ giúp anh bổ sung thêm một danh hiệu The Best cao quý trên kệ tủ của mình, mà nó còn giúp anh có cơ hội lớn hơn sở hữu quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp đầy huy hoàng. Phong Football sẽ lấy thành tích của cầu thủ từ giai đoạn tháng 9 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023 và World Cup vô tình một lần nữa cũng thuộc mốc thời gian này.